Xin chào các bạn ơi. Nhìn thấy khói bay lên không? Mời các bạn xây cơm tối. Mấy hôm nay mình không có gì vui chia sẻ hết. Thì sau khi đi bác sĩ hôm thứ ba thì biết mọi chuyện ổn rồi, thì mình cứ tập trung ăn uống tốt, tập sức khỏe từ tập thể dục từ từ, không dám tập nhiều. Rồi cũng có nhiều chuyện bận rộn, nhất là thằng con nó mất giấy tờ hết, bây giờ mình phải chở nó đi đây đi đó làm giấy tờ. Con gái thì cũng đang cần chiếc xe cũ nữa, đủ thứ chuyện hết. Bữa nay mình ăn cơm mình nghĩ thôi lên tán dóc với các bạn chút xíu coi mình ăn món gì nha. Đây là cái món canh, đây là chén nước mắm ớt thôi à. Cầm cái camera không rõ. Cầm vậy thì nó tốt hơn. Nước mắm này mình chỉ có mấy trái ớt, cắt nó ra rồi bỏ tí xíu giấm cho nó, tí xíu đường cho nó bớt chua, bớt mặn chua. Canh thì mình làm món canh, cánh này như là gọi là lá cần, canh cần hay gì. Mình có hành nè, có miếng thịt cốc lết, không biết cắt làm sao để nguyên cục nấu luôn, nấu có nồi canh nhỏ vậy thôi. Cơm gạo Ấn Độ. Dạ. Để mình hấp thử cái canh coi nó. Mình nấu hôm qua mà không có nêm nếm gì hết á. Nấu xong không muốn ăn, đem dẹp tôi bỏ tủ lạnh luôn. Thôi bữa nay không ăn. Trời, lật nhách. Không có nêm nếm, không có mùi vị gì hết nha. Phải bỏ thêm nước mắm vô. Để cục thịt cũng không có cắt ra luôn, để nguyên cục bệnh kia tôi. Đây. Dạ, không có gì chưa vui chia sẻ hết. Cứ mấy nay cũng còn dưỡng sức lắm, không dám làm gì mà cực như là khiêng nặng hay là gì đó, nhưng mà mình cũng sắp phải khiêng dọn ba cái đồ mà không biết nên làm không. Tại bác sĩ nói khi mà mình khiêng đồ mình gồng lên á, cái máu nó lên trên cái đầu, nhất là cái đầu mình bị chảy máu lần này, nên sợ kêu bác sĩ đừng làm vậy. Trời, cái canh mình nó không ra giống gì hết. Ta để mình nêm nếm lại chút xíu đi. Ôi, không biết nấu ăn nấu sao nó dở ẹt à. Chắc hôm qua cũng không, trong người không có khỏe, nó không phải khỏe mà nó chán nản gì đó, không biết nữa, mà nấu ăn không có ngon. Ôi, chan đại vô canh, chan cơm vô canh, chan canh vô cơm, ăn đại húp. Thiệt tình, qua Mỹ sống được mấy chục năm rồi, bây giờ lại ăn uống khổ cực như vậy, ngộ thiệt ha. Nêm nếm nãy giờ thấy nó cũng chưa có đủ mùi vị gì hết đi. Ui giời, mặn quá. Thôi ăn đại đi cho xong. Rau cần ha. Not bad, ăn cục thịt coi. Không có cắt ra gì hết. Nấu canh thường thường, nấu canh thịt heo, người ta nấu cái xương hả? Ngoài chợ Mỹ nó bán sao mình đem về mình bự có chấm không được nữa. Như cục thịt luộc, chán quá. À, cưới bạn nhắm bà nào cưới đại bà để về nấu ăn cho mình. Nghe nói cái sự đòi hỏi người ta nói ai ra thành cưới.
Bởi vậy nên cứ nói hoài, mai mốt muốn đi về Việt Nam ở. Tối cái lang thang đi kiếm gì ăn cho nó xong. Còn nấu nướng. Mà ăn kiêng kiểu mình chắc cũng khó giữ ở Việt Nam. Ăn kiêng chắc phải tự nấu. Cho hôm nọ coi cái YouTube cậu gái người Nhật cô ta nói sống ở Tokyo người ta cô ta bị stress quá đi làm mà được ngày phép rồi gì đó cô đi bay về Việt Nam chơi tuần 5 ngày vậy đó cô ta thấy tuyệt vời quá. Dĩ nhiên rồi. Đi vacation đi chơi không đi du lịch mà không sướng là được đi làm thì stress là dĩ nhiên rồi. Mà công nhận nghe nói bên Nhật đi làm công ty rồi cũng stress dữ lắm. Người Việt Nam qua đó thì đi làm ba cái bán tiệm. Làm ở nông trại. Nghe nói cũng nông trại bên Nhật á. Mướn lao động Việt Nam. Trai gái gì cũng mướn hết. Về một cái thôn quê nào đó. Làm. Cơm trắng quá. Chẳng ngon lành gì hết. Giờ thèm một cái nồi canh chua cá bông lau với thịt thịt kho tộn. Ăn với cơm trắng, cơm gạo thơm kìa. Ăn ba cái gạo Ấn Độ này nó cũng nhàm chán quá. Cục thịt nghe nè, cục thịt luộc rồi, thôi không ăn nữa, ngán rồi. Không có gì ngon hết. Ăn chán cơm đủ rồi. Mình không biết nấu canh, canh mình chỉ nêm đường tí xíu nước mắm. Cứ thêm lại giờ nào thấy vừa miệng thôi ngon. Thấy người ta nấu canh là bỏ cái gì hột hột nêm hay là
bột ngọt gì đó. Ăn này nhớ rồi đó, cơm cháy chan nước trà ăn cháy cơm hôm thét thét con. Cơm cháy chấm kho quẹt kìa mới ngon. Dạ nhai nhai nuốt. Anyway, ăn cơm tán dóc mà cũng không có chuyện gì vui tán dóc hết các bạn ơi. Thôi mình muốn nghỉ thời gian không làm vlog nữa. Chừng nào thấy hứng thú có gì vui mới làm lại hay sao? Up ba cái tào lao này lên thấy chán quá. Thôi mình chúc các bạn cuối tuần vui vẻ thôi. Mình đang chờ thời tối nay trúng số. Bye bye.